Bệnh nhân nam 67 tuổi, lý do nhập viện là cơn ho thở cấp, tình trạng là bệnh tình yếu da xanh nhợt nhạt khó thở. Dưới với bệnh, bệnh nhân có khó thở nhẹ và mệt mỏi tăng dần trong 2 tháng gần đây. Hiện tại bệnh nhân chỉ có thể đi bộ trong 20 mét. Trong 2 đêm gần đây bệnh nhân đều bị tỉnh giấc vì khó thở, chẩn đoán hiện tại là suy tim. Tiền sử bệnh là thiếu máu cơ tim cục bộ 10 năm nay, nhồi máu cơ tim 1 năm về trước, tăng huyết áp đã 10 năm. Tiền sử gia đình không có ai mắc bệnh tim mạch. Lối sống bệnh nhân hút thuốc thường xuyên trên 3 viên điếu một ngày và thường xuyên uống rượu bia. Khám phù hai chi dưới, phù trắng mềm ấm lõm. Áp suất tĩnh mạch cảnh cộng 4 cm, rãnh nổ hai bên phổi, cận lâm sàng, X quang bóng tim to, điện tâm đồ bình thường. Các xét nghiệm đánh giá chức năng tuyến giáp và xét nghiệm huyết học cho kết quả bình thường. Đây là bảng tổng hợp. Thì thuốc đang sử dụng là bisoprolol 50 mg ngày viên, aspirin 75 mg ngày viên, isoniazid 60 mg ngày viên, glycerin nitrat 400 mcg. Dấu hiệu sinh tồn là nhiệt độ 36,8 độ C, huyết áp là 105/60, nhịp tim 90 nhịp trên phút. Cân nặng là 75 kg, cao 168 cm. Câu hỏi: những dấu hiệu nào chứng tỏ bệnh nhân bị suy tim? Bệnh nhân suy tim trái hay phải hay suy tim ngoài bộ? Chẩn đoán suy tim thì chúng ta đã rất nhiều năm chúng ta dựa vào tiêu chuẩn Framingham, và tôi nói thật các bạn là suy tim ấy, thông thường chúng ta chẩn đoán những trường hợp nằm viện thì suy tim lâm sàng thì khá là dễ dàng, nhưng mà suy tim trong quần thể chung rất nhiều các hình thái khác nhau thì chẩn đoán cũng không phải dễ dàng. Tiêu chuẩn Framingham được xác lập từ khá lâu và hiện tại vẫn được sử dụng như một tiêu chuẩn tham chiếu. Ví dụ ngày xưa khi người ta phát minh ra NT-proBNP để xem là cái marker này có thể nhạy và đặc hiệu bao nhiêu phần trăm trong chẩn đoán suy tim. Vậy tiêu chuẩn vàng là gì? Đấy, thì quay đi quẩn lại nhìn trước ngó sau, vàng là gì nhỉ? Cuối cùng chính tiêu chuẩn vàng chính là tiêu chuẩn lâm sàng của suy tim mà các nhà lâm sàng có kinh nghiệm, người ta dựa vào tiêu chuẩn Framingham, hai ông bác sĩ độc lập khám bệnh nhân dựa trên những xét nghiệm sẵn có và kết luận là bệnh nhân này suy tim cộng và suy tim trừ, và căn cứ vào tiêu chuẩn vàng đó người ta mới tính được độ nhạy độ hiệu của những xét nghiệm kiểu như NT-proBNP. Coi thế rằng là gì? Tiêu chuẩn về lâm sàng vẫn là tiêu chuẩn tối thượng cuối cùng cho tới tận ngày hôm nay, mặc dù chúng ta có rất nhiều biện pháp để chẩn đoán. Tuy nhiên là gì? Một bệnh nhân suy tim DD giãn ngoác ra, EF giảm thấp thì đương nhiên là cũng là tiêu chuẩn nếu kèm theo các dấu hiệu lâm sàng nữa thì không bàn cãi nhiều nữa. Nhưng mà tiêu chuẩn chính của Framingham là khó thở kịch phát về đêm, tĩnh mạch cầu nổi, gian phổi, hình tim to X quang, phù hồi cấp hay là tiếng ngựa phi, áp lực tĩnh mạch cổ tăng lên 16 cm nước, thời gian tuần hoàn trên 2.5 giây, phản ứng gan tĩnh mạch dương tính. Đấy, thì hôm trước các bạn nào bảo là cái thời gian trên 25 giây như thế nào, bọn tôi cũng ít dùng cái chỉ số này đấy, thực sự, cho nên là hôm nay viết thế này thôi chứ còn tôi cũng chưa biết là nó tính kiểu gì đây. Phù phổi sung huyết đấy, rồi cân nặng giảm khi đáp ứng lợi tiểu đấy. Tuần hoàn này chính là, thực ra đây là một vòng tuần hoàn gắn, người ta phải dùng cái marker đấy, gắn vào một cái hồng cầu xem nó đi hết một cái vòng tuần hoàn thì biết bao nhiêu thời gian, trung bình từ 25 đến 27 giây đấy. Và nếu mà dài hơn 25 giây thì bệnh nhân có dấu hiệu ngưng chạy tuần hoàn. Tiêu chuẩn phụ như phù chân đấy, phù chân là phụ, nó rất là nhạy trong suy tim nhưng nó là tiêu chuẩn phụ. Vì sao? Nó không đặc hiệu, bởi vì là suy thận nó cũng phù, suy gan nó cũng phù, suy dinh dưỡng nó cũng phù đấy, rồi truyền nhiều dịch quá các cụ cao tuổi cũng phù đấy, cho nên là làm tiêu chuẩn phụ. Ho về đêm, dung tích sống giảm liên quan tới ứ nước ở phổi và tần số tim nhanh, vân vân. Và nếu chúng ta thấy là có hai tiêu chuẩn chính hoặc một tiêu chuẩn chính cộng hai tiêu chuẩn phụ thì chúng ta chẩn đoán lâm sàng là suy tim. Trong thực tế, trong suốt nhiều năm chúng ta cũng biết có tiêu chuẩn Framingham nhưng nó gì cũng bóng mờ mờ trong thực hành, chúng ta ít khi xòe ra áp dụng thế này thế kia, vì phần lớn các bệnh nhân suy tim vào gặp chúng ta là những bệnh nhân suy tim lâm sàng với các triệu chứng lâm sàng và đặc biệt là suy tim khá rõ ràng trong 24 giờ đầu tiên đó. Nhưng nếu các bạn đặt trong hoàn cảnh khác mà xem, ở tại một cái khoa khám cấp cứu đấy, hoặc là phòng khám thông thường, hoặc là một cái điều tra tại cộng đồng, thì nhiều khi chúng ta lại phải áp dụng tiêu chuẩn Framingham. Tiêu chuẩn 2017 của Hội Tim Mạch Việt Nam và Hội Tim Mạch Châu Âu năm 2016 về chẩn đoán suy tim thì bệnh nhân suy tim đấy thì cũng là hỏi tiền sử có bệnh động mạch vành không, có nhồi máu cơ tim không, có tiền sử stent không, có tăng huyết áp không, có dùng lợi tiểu không, khó thở phải ngồi hay cơn khó thở kịch phát về đêm hay không. Đấy, chúng ta sẽ xòe cái bảng ra hỏi bệnh nhân đấy, bác ngày xưa có bệnh gì tim mạch không, là tôi đặt stent động mạch vành rồi khó thở vào viện, nghĩ tôi suy tim là nhiều đấy. Đấy, đấy, hiện tại bác dùng thuốc gì, xòe trong bao thuốc ra thấy một viên furosemide hay là một viên spiromide đấy, đang uống thuốc chẳng hạn, thì đó là cái điểm gợi chúng ta suy tim. Ta sẽ bước sang khám thực tổn, nghe phổi, có ran, ấm, tiếng thổi ở tim,
rồi thấy thực tổn có dấu hiệu của phì đại tim rõ, mỏng tim lệch trái, tĩnh mạch cổ nổi, phù chân, điện tâm đồ có bất cứ bất thường nào, phì đại thất trái hoặc phải, phì đại nhĩ trái hoặc phải, các rối loạn nhịp vân vân. Nếu bệnh nhân không có yếu tố nào hết trong tất cả yếu tố này, chúng ta tạm thời loại trừ suy tim, loại trừ suy tim, nghĩ bệnh khác cái đã. Còn nếu bệnh nhân có ít nhất một yếu tố, ít nhất một yếu tố, thì khuyến cáo của tim mạch châu Âu là gì ạ? Trong trường hợp cần có kết quả ngay, chúng ta phải làm xét nghiệm BNP, có thể là NT-proBNP hoặc là BNP. NT-proBNP trên 125 picogram trên ml nó tương ứng với là trên 14 picomol trên lít, đúng là cái xét nghiệm trong bệnh viện Bạch Mai chúng ta đấy. Nếu mà NT-proBNP tăng cộng với các cái dấu hiệu lâm sàng và điện tâm đồ gợi ý hay là thực thể gợi ý, thì chúng ta sẽ gửi bệnh nhân làm siêu âm tim để tiếp tục chẩn đoán. Đấy. Còn nếu ít có khả năng suy tim thì có thể chúng ta sẽ loại trừ, trong vài trường hợp chúng ta có thể cân nhắc làm siêu âm tim nếu chúng ta muốn. Đấy. Còn nếu siêu âm tim nữa có các bằng chứng của suy thất trái, giảm ơ ép, tâm thu, tâm trương, đấy, thì chúng ta chẩn đoán xác định là suy tim, tìm nguyên nhân và điều trị. Quy trình chẩn đoán là như vậy. Như vậy thì quy trình này nó cũng dựa vào cái sự khởi xướng của cái phần tiêu chuẩn Framingham trước đó, sau đó có thêm có vai trò của marker, trong trường hợp này là peptide lợn niệu. Hệ thống tuần hoàn là một nhưng cũng là hai, hai nửa rất riêng biệt là tuần hoàn bên trái và tuần hoàn bên phải. Đấy, chúng ta đã biết rồi, bên trái là đại tuần hoàn từ động mạch chủ dẫn tới các cái mao quản, sau khi ta đổi hết oxy thì trở về tuần hoàn bên phải của đường tĩnh mạch, đổi về tim phải lên phổi lấy oxy, sau khi qua phổi trở thành máu đỏ là trở về nhĩ trái là tiếp tục di chuyển bên trái. Thực chất là hai vòng cách biệt nhau. Vậy thì khi một quả tim bị suy, có thể bên trái hoặc bên phải, suy bên nào thì tim như một cái bơm đấy, nó sẽ dẫn tới hậu quả là bơm bị giảm đi, thì hậu quả là cái con mương trước của cái bơm đó nó sẽ bị ứ nước lại và con mương sau của bơm đó sẽ bị thiếu máu. Đấy, như vậy thì trong trường hợp này nếu như bị suy thất trái thì hậu quả là gì? Dòng chảy vào hệ thống động mạch giảm, bệnh nhân sẽ bị thiếu hụt cung lượng tim gắng sức, nhưng hậu quả nghiêm trọng hơn chính là ứ trệ ở phổi. Và chúng ta thấy bệnh nhân sẽ có những cơn khó thở kịch phát liên quan tới build up, tức là cái ứ trệ nước ở phổi, nó có thể dẫn tới các cái hậu quả nghiêm trọng hơn như là phổi cấp hay là cơn hen tim. Đấy, đương nhiên là khó thở sẽ kèm ho, ho có thể kèm ít máu tươi lại do là máu thoát quản liên quan tới áp lực trong các tĩnh mạch phổi và mao mạch phổi tăng lên. Đó, thực thể tại tim chúng ta có thể thấy hình ảnh của các cái bệnh nguyên dẫn tới suy tim trái như hở hay lá nhiều, có thể nhìn thấy hình ảnh trực tiếp của cái thất trái bị giãn như là mỏm tim lệch trái và có tiếng ngựa phi. Trên phim X quang thì chúng ta có thể thấy hình cung dưới trái giãn và có thể ứ máu ở phổi. Đấy, bình thường thì chúng ta thấy là mỏm tim có thể trúc xuống. Đấy, và đôi trường hợp thì mỏm tim trúc xuống thì còn xuống hơi xoay ra sau, làm cho điện âm đồ có thể chuyển tiếp muộn hơn một chút và phì đại thất trái ở các chuyển đạo V7, V8, vân vân. Đó. Trong việc cấp tính chúng ta sẽ thấy hình ảnh của phổi cấp, tiên phổi cấp thì sẽ một trong sẽ nằm trong một cái bài giảng khác. Thì chúng ta sẽ thấy là có tình trạng ứ trệ cấp tính ở hai trường phổi. Đấy. Nghe phổi thấy gian ẩm dâng lên như thủy triều dâng, và trên phim X quang phổi thấy là máu ứ trệ ở hai trường phổi phải trái vùng thấp sau dâng lên cao. Hình tim này thì không phải bệnh nhân suy tim trái đã giảm ứ ép đâu, vì bóng tim cũng tương đối nhỏ, đây trường là hẹp hay là khít, nó bị phù hợp cấp. Điểm đồ có dấu hiệu của phì đại thất trái. Đấy, phì đại thất trái có thể cả phì đại nhĩ trái, có thể có những dấu hiệu loạn nhịp như là ngoại âm thu hay rung nhĩ do suy tim trái. Suy tim thì có ơ ép, tim trái giãn theo chỉ số khối cơ thể và ơ ép giảm. Suy tim phải thì triệu chứng lại hơi khác biệt, là con mương sau của cái bơm tim phải là phổi. Do vậy khi mà bơm kém thì máu lên phổi ít, cho nên bệnh nhân gần như không phù hồi cấp bao giờ. Không bao giờ ứ trệ phổi đâu mà phù hồi cấp, đúng không ạ? Ngược lại thì con mương trước của tim phải là hệ thống gan và tĩnh mạch, bệnh nhân sẽ biểu hiện một tình trạng ứ trệ ngoại biên. Đấy, đầu tiên là gan to, tĩnh mạch cổ nổi. Sau đó nữa thì có thể là ứ trệ một thời gian đủ dài thì sẽ thoát quản ra khoảng gian bào, làm cho bệnh nhân có thể phù mắt cá, phù chân, thoát quản tiếp sẽ vào diện màng bụng, màng tinh hoàn, vân vân, và có thể phù toàn thân trong trường hợp suy tim giảm nặng. Nhưng một điểm khác biệt rất rõ rệt của giữa suy tim trái và suy tim phải là trong suy tim phải dòng máu lên phổi giảm đi, do vậy bệnh nhân không bao giờ có cơn khó thở kịch phát hay phổi cấp như trong suy tim trái.
Triệu chứng của suy tim phải như tôi đã nói thì thường khó thở tăng dần và đau tức hạ sườn phải, và dấu hiệu chủ yếu vẫn là gan to. Gan to, giai đoạn đầu thì gan to còn đáp ứng với điều trị như thuốc lợi tiểu, gan nhỏ đi và người ta gọi là gan đà xếp, nước tiểu ít sẫm màu vân vân, nó có thể tràn dịch các màng, màng bụng, màng phổi, màng tinh hoàn vân vân. Dấu hiệu của thất phải phì đại hơi khác thất trái là nếu thất trái phì đại thì mỏm tim sẽ độc lệch sang trái và xuống dưới. Đấy, có thể kiến ngựa phi trái. Thì phi đại thất phải, mỏm tim chủ yếu ấn lõm xuống cái cơ hoành, làm chúng ta nhìn thấy một phần của thất phải đập dưới mũi, chúng ta gọi là dấu hiệu hát re. Đấy, đôi khi chúng ta sẽ nghe thấy tiếng thổi tâm thu mạnh hơn bình thường đó, do một cái hở, cảm ơn em, hở ba la cơ năng. Đấy, hở ba la cơ năng. Và chúng ta nhìn thấy hình ảnh là huyết áp tối thiểu thường tăng do ứ trệ ở tuần hoàn. X-quang tim phổi, hình ảnh thất trái, đây là một cái bóng tim bình thường để tham chiếu. Đây hình ảnh của bóng tim bên, xin lỗi, một bệnh nhân phì đại thất phải thì thấy là thất phải giãn làm cho mỏm tim hất lên trên cơ hoành như cái chiếc hài. Thực ra thì ngày xưa bệnh lý kinh điển là tứ dưỡng pha lô, thất phải giãn làm cho mỏm tim nó chếch lên trên vòng hoành, làm cho ta nhìn thấy những cái mũi dày. Nhưng ngược lại trong tứ dưỡng pha lô còn có một điều kiện nữa gì ạ? Cung động mạch phổi teo đét lại, làm cho chỗ này nó lõm vào sâu hơn, lõm sâu hơn. Trên hình ảnh như là một cái hình chiếc giày của tim pha lô. Ngày nay càng ngày chúng ta càng ít gặp hơn, với xu hướng là ở những nước phát triển các em bé bị bệnh tật tim bẩm sinh sẽ được, đặc biệt những bệnh tim bẩm sinh phức tạp sẽ được phẫu thuật rất sớm, nên chúng ta ít gặp những trường hợp điển hình đấy, trong cái thực hành. Điều tâm đầu chúng ta sẽ thấy có dấu hiệu tăng gánh thất phải. Thất phải thì cũng là thường chúng ta dựa vào các chuyển đạo V1, V2 với dấu hiệu là tăng biên độ sóng R và có dấu hiệu dày nhĩ phải kèm theo. Một điểm quan trọng nữa gợi ý của dày thất phải, trừ vài trường hợp ngoại lệ, chính là trục phải rất sớm. Đấy, chúng ta biết là dày thất trái có thể dày mãi không trục phải, nhưng dày thất phải thì sẽ trục phải rất sớm. Biểu hiện là ở chuyển đạo D1, sóng S chiếm ưu thế, làm cho QRS có xuống âm, trong khi D3 hay AVF thì vẫn dương. Đấy, cho nên là nhìn những bệnh nhân có trục phải, có thể dấu hiệu dày thất phải trực tiếp chưa rõ, nhưng nếu như trục phải mạnh, kèm theo dấu hiệu R trên S lớn hơn 1 hoặc R khá ưu thế ở V1, chúng ta có thể nghĩ tới tình trạng bị phì đại thất phải. Xuyên tim thì cho thấy hình ảnh thất phải giãn, áp lực của thất phải tăng lên, làm cho nhiều khi làm cho vách liên thất nó di động bình thường. Đấy, ở đây có nhiều bạn làm bác sĩ siêu âm chắc là đã nhìn thấy hình ảnh đó. Chứ suy tim toàn bộ là suy tim cả trái và phải, biểu hiện bệnh nhân ứ trệ máu rất nhiều và có gan ở phổi, gan ở một phổi đó. Và đương nhiên là trên các cái xét nghiệm thăm dò cận lâm sàng sẽ thấy hình ảnh của phì đại hai thất, X-quang tim to toàn bộ, xuyên tim cả hai thất đều giãn, vân vân, áp lực cuối tâm trương của hai tâm thất đều tăng nếu chúng ta có dịp được thông tin đó. Cái mức độ suy tim chúng ta biết theo NIHA là thông thường, đúng không ạ? NIHA thông thường, mặc dù cái phân độ này cũng rất là thô sơ, nhưng sau bao nhiêu năm nó vẫn tiếp tục tồn tại. Và bây giờ suy tim gì, nghiên cứu gì cũng cần phải NIHA hết đấy, và chúng ta vẫn tiếp tục áp dụng NIHA. Chỉ có điều là suy tim ở phân độ NIHA nó phù hợp hơn với các trường hợp suy tim trái, suy tim trái. Còn những trường hợp suy tim phải nhiều lúc thì nó cũng có thể hơi khác một chút, nhưng chúng ta cũng ngày càng gặp ít hơn các trường hợp suy tim phải do hẹp hai lá, do tâm phế mạn. Chủ yếu cái mô hình suy tim chúng ta cũng dần dần giống như là các nước phương Tây, các nước phát triển. Và qua thấy rằng là NIHA 1 có nghĩa là bệnh nhân bảo là trước đây là tôi chơi thể thao chạy 100 mét thoải mái, gần đây là không chạy nữa, chỉ là NIHA 1, ví dụ như vậy. Là tôi trước đây vẫn chạy thể dục được, buổi sáng dạo này sức khỏe mệt không chạy nữa, chính NIHA 2. Đấy, leo thang gác bắt đầu mệt. Nhưng mà gì ạ? Còn NIHA độ 2 có nghĩa là bệnh nhân vẫn có thể dắt chó đi dạo trên đường bằng vân vân. Bệnh nhân kể là dạo này kể cả có đi bộ đi mặt phẳng cũng không được nữa, mất cái hoạt động đi, là NIHA 3 vân vân. NIHA 4 cuối cùng thì nằm một chỗ cũng khó thở, đấy chính là suy tim giai đoạn cuối cùng. Có bốn giai đoạn suy tim chúng ta cũng đã biết. Giai đoạn A là bệnh nhân có nguy cơ bị suy tim nhưng chưa có thực tổn gì, ví dụ như tăng huyết áp là nguy cơ bị suy tim đấy. Đấy, đái tháo đường, đấy, bệnh mạch vành mà chưa suy tim cũng là xếp vào đoạn giai đoạn A đấy. Điều này chính là giai đoạn mà chúng ta cần tích cực xử trí các bệnh nguyên. Giai đoạn B bắt đầu có những thực tổn đầu tiên ở tim mạch nhưng chưa có suy tim lâm sàng, ví dụ bệnh nhân có thể có phì đại thất trái trên điện tâm đồ, bệnh có thể hở hai lá mức độ vừa đấy, vân vân. Đó chính là giai đoạn có thực tổn ở tim. Thậm chí có những bệnh nhân là gì ạ? Có một cái hoại tử, sẹo hoại tử trên điện tâm đồ nhưng mà cái phần khác vẫn bù đắp được đấy, nhưng mà chưa có dấu hiệu lâm sàng.
Giai đoạn C là giai đoạn bệnh nhân bắt đầu có các đợt suy tim lâm sàng, chính là giai đoạn mà chúng ta gặp rất nhiều trong cái hoàn cảnh thực tiễn điều trị chúng ta với tư cách là bác sĩ lâm sàng tim mạch làm các bệnh viện đó. Giai đoạn C là nhiều suy tim, điều trị được thì đỡ, cho đơn thuốc một đợt bắt bù lại điều trị lại đỡ đó. Còn giai đoạn 4 chính là giai đoạn những suy tim giai đoạn cuối cùng cần phải điều trị liên tục bệnh viện hoặc là ứng viên của ghép tim. Và cái sự tương xứng giữa hai mức độ các bạn đều đã biết, tôi chỉ nói qua một chút thôi, NIHA 1, 2, 4 và ABCD, thì suy tim lâm sàng là quãng giai đoạn CD và mức độ NIHA khoảng từ 2 đến 4 chính là suy tim lâm sàng. Giai đoạn C và D ít khi thay đổi đấy, cái sự chuyển dịch rất các giai đoạn rất ít, nhưng mà độ NIHA thì có thể thay đổi nhanh. Nhiều bệnh nhân vào viện có thể NIHA 3, 4 trong ngày đầu nhập viện, ngày hôm sau điều trị thuốc men lợi tiểu vân vân, bệnh nhân đáp ứng tốt thì có thể NIHA sẽ dịch về 2, thậm chí có thể về tận 1, nhưng các giai đoạn ABCD thì ít có khả năng thay đổi trong cái thời gian ngắn. Nhưng có những bệnh nhân họ cũng thay đổi được đấy, đúng không ạ? Có những bệnh nhân 5 đến 10 năm trước suy tim liên miên, đúng không ạ? Phải nằm viện vì đơn giản là hẹp khít hở nhiều van hai lá. Đấy, sau khi phẫu thuật thay tim, van tim bây giờ người ta ổn, người ta trở lại hoạt động bình thường, xuyên tim thì ngày mà tốt hơn, chức năng tim trái bảo tồn, nhĩ đã nhỏ lại, thì họ có thể chuyển dịch từ đoạn D, thậm C thậm chí D sang đoạn B, ví dụ như vậy. Hoặc thậm chí có nhiều trường hợp là suy tim với ép giảm do một nguyên nhân gì đó chúng ta chưa rõ, kiểu như là một cái lạm dụng quá mức rượu bia chẳng hạn đấy, hoặc một số độc chất khác. Sau bệnh nhân khi mà mắc suy tim xong thì ngoan ngoãn lạ thường, nó không sờ đến một giọt bia giọt rượu, uống thuốc men thật đầy đủ, để sau thời gian 3 đến 5 năm ép trở về gần như bình thường, cấu trúc thực tổn không đáng kể nữa, vết suy tim lâm sàng hết hở hai lá cơ năng, thì bệnh nhân có thể dịch chuyển từ giai đoạn CD trở về dạng B, có thể như vậy. Nhưng mà không phải dễ dàng, NIHA thì có thể thay đổi. Trước hết nói về lợi tiểu quay, chỉ định loại 1, mức độ bằng chứng C. Một là gì? Một là chỉ định rõ ràng. C là gì? C là vẫn dựa vào kinh nghiệm lâm sàng. Đấy. Trong sau bao nhiêu năm người ta vẫn chưa có một cái randomized clinical trial, và có thể sẽ không bao giờ có một thử nghiệm là 10 ông, 100 ông suy tim khó thở, ran phổi, phù chân vào viện, sẽ ngẫu nhiên chia làm gì ạ? Một nửa được điều trị thuốc lợi tiểu quay, một nửa thì không, chúng ta phải dùng để giảm triệu chứng. Nguyên tắc là giảm bớt các bao gạo, giảm gánh nặng cho tim, đấy, làm cho con lừa nó chạy nhanh hơn. Lưu ý cái sử dụng là gì ạ? Lợi tiểu quay, tiêu chí tử vong chưa được chứng minh là giảm được. Mục tiêu là tăng thải nước tiểu. Đối với các bệnh nhân không quá cấp tính, các bạn hãy giảm cân nặng từ 0,5 đến 1 kg mỗi ngày. Thực ra tất cả các tại khoa tim mạch có bệnh nhân suy tim ấy, phải có một cân nặng ở đầu đầu khoa, hàng ngày bệnh nhân phải cân một cân. Đấy, chứ chúng ta khám xét nhiều lúc cũng không chính xác bằng cân, và mỗi ngày bệnh nhân giảm khoảng nửa cân 1 kg cân nặng là vừa phải. Còn nếu mà dùng thuốc lợi tiểu xong ngày mai bệnh nhân bảo em hôm qua là giảm 5-7 cân thì không nên. Cần bù kali có thể kết hợp với lợi tiểu kháng aldosterone. Và một số thuốc lưu ý, chứ các bệnh nhân dùng quá nhiều các thuốc giảm đau nonsteroid thì cũng có thể bớt tác dụng lợi tiểu đi. Đúng không ạ?